Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ một sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh tiếng, nhưng hắn đã không sử dụng tài năng của mình để phát triển sự nghiệp, cũng như đóng góp cho xã hội, mà hắn lại trở thành kẻ sát nhân máu lạnh, nhẫn tâm ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình. Bằng sự thông minh trời phú, 3 năm trôi qua, kẻ tình nghi vẫn bật vô âm tín. Dù cảnh sát đã treo thưởng hậu hĩnh và đăng ảnh kẻ tình nghi, nhưng cảnh sát vẫn không thể lùng bắt được hắn. Tuy nhiên, sau 3 năm lẩn trốn, cuối cùng, ngày 21 tháng 4 năm 2019, khi vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Trùng Khánh, Ngô Tạ Vũ đã bị cảnh sát bắt giữ. Trên người mang theo hơn 30 chứng minh thư giả. Được biết, số chứng minh thư này hắn đặt mua trên mạng và hắn đã được giao cho cảnh sát Phúc Châu để điều tra động cơ giết mẹ hắn. Từ một sinh viên tài năng, Ngô Tạ Vũ, sinh năm 1994. Từ nhỏ đến lớn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn nghe lời mẹ và chủ động tự lập cho cuộc sống của mình. Vì bố mất sớm, không muốn mẹ lo lắng, nên Ngô Tạ Vũ luôn biết thân biết phận, chăm chỉ học hành để có thể cùng mẹ sống một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Từ lúc học tiểu học lên đến trung học, Ngô Tạ Vũ luôn đứng nhất lớp. Hắn ta còn được mệnh danh là Vũ Thần vì sự tài giỏi thông minh vượt trội của mình. Năm 2006, Ngô Tạ Vũ học tại trường trung học mà mẹ đang công tác. Và thành tích học tập của hắn luôn khiến Tạ Thiên Cầm tự hào với tất cả mọi người. Năm 2012, Ngô Tạ Vũ không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, mà được tuyển thẳng vào khoa kinh tế, trường Đại học Bắc Kinh. Đây là ngôi trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Lúc ấy, ở trường hắn chỉ có 4 học sinh trúng tuyển. Ngô Tạ Vũ là một trong số đó. Sau khi vào trường Đại học Bắc Kinh, năm đầu đại học, Ngô Tạ Vũ đã giành được danh hiệu sinh viên ưu tú. Năm thứ 2, Ngô Tạ Vũ đạt được học bổng Liêu Khải. Không dừng lại ở đây, vì muốn du học, Ngô Tạ Vũ nên tham gia cuộc thi RE. Với thành tích xuất sắc, hắn đã nhận được một phần của học bổng. Thời điểm ra tay giết mẹ mình, Ngô Tạ Vũ là một thanh niên có tiền đồ vô cùng tươi sáng. Khi đó, hắn là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành kinh tế của Đại học Bắc Kinh. Đến vụ án giết người hoàn mỹ, Ngô Tạ Vũ có nhân cách phản xã hội điển hình. Một kẻ thủ ác thông minh, người có khả năng tạo ra một vụ án gần như hoàn mỹ. Nếu Ngô Tạ Vũ không chủ động lộ ra sơ hở, có lẽ bây giờ khó ai có thể biết được vụ án này xảy ra như thế nào. Tháng 7 năm 2015, Ngô Tạ Vũ đã đăng một status trên mạng xã hội, nói mình sẽ đi du học tại Mỹ cùng với mẹ. Họ sẽ đi chuyến bay ngày 25 tháng 7 để đến Mỹ. Nhưng thực tế, ngày 23 tháng 7, Ngô Tạ Vũ đã giết hại mẹ của mình là Tạ Thiên Cầm. Ngày 5 tháng 2 năm 2016, Ngô Tạ Vũ gửi tin nhắn cho cậu của mình, nói mình và mẹ sắp từ Boston về Trung Quốc, đi chuyến tàu ngày 6 tháng 2 tới Phúc Kiến. Mong là cậu sẽ tới đón hai mẹ con để về nhà mừng năm mới. Cùng ngày đó, cậu hắn không đón được người, đã gọi điện liên lạc thì Ngô Tạ Vũ đã tắt máy. Mãi tới ngày 14 tháng 2, sau khi ăn Tết xong, thấy có điều bất ổn, cậu của hắn đi báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nhà hắn phá cửa, thì mới phát hiện thi thể của Tạ Thiên Cầm đã nằm yên trong nhà. Theo điều tra, sau khi xác nạn nhân đã chết, Ngô Tạ Vũ dùng màng bọc, bọc xác nạn nhân lại hơn 10 lớp. Mỗi một lớp, hắn còn cẩn thận bỏ than hoạt tính vào để hút mùi hôi thối. Lúc ấy, hiện trường được hắn chuẩn bị rất kỹ càng. Sau đó, Ngô Tạ Vũ đặt mua camera theo dõi và thiết bị cảnh báo hồng ngoại trên mạng, lắp đặt ở căn phòng giấu thi thể.
chỉ cần có người vào, thiết bị cảnh báo sẽ gửi cảnh báo vào điện thoại của hắn. Ngoài ra, bất kỳ khi nào hắn cũng có thể thông qua camera biết được tình hình trong phòng. Sau đó, hắn dùng điện thoại của mẹ mình gửi tin nhắn vay tiền người thân thích, với lý do là chuẩn bị cùng con trai sang Mỹ du học. Tổng cộng, hắn đã mượn được 1,4 triệu nhân dân tệ. Tiếp theo, hắn dùng thư tay ngày xưa mẹ hắn từng viết để cắt ghép lại, rồi chép lại ra giấy, làm giả đơn xin từ chức gửi cho trường học nơi mẹ hắn đang làm giáo viên. Cách thức giết người tàn nhẫn, kế hoạch chặt chẽ, chu đáo, tội phạm có chỉ số thông minh cực cao đã khiến vụ án này gần như rơi vào bế tắc. Tới tháng 4 năm 2019, Vũ bị cảnh sát bắt khi đang có mặt ở sân bay thành phố Trùng Khánh, bị bắt khi đang trên đường chạy trốn. Với hy vọng nhận được sự khoan hồng của pháp luật, Vũ đã thành khẩn khai nhận và mô tả chi tiết quá trình phạm tội. Tuy nhiên, tòa án nhận định hành động mất nhân tính của Vũ phải chịu mức án tử hình. Sau khi vụ án khép lại, nhưng nguyên nhân tại sao một sinh viên xuất sắc lại gây ra tội ác tày trời vẫn còn là một dấu hỏi. Theo một số thông tin, gia đình Ngô Tạ Vũ không hoàn mỹ. Nguyên nhân không hoàn mỹ nằm ở bà Tạ Thiên Cầm. Tạ Thiên Cầm tính tình chịu thương, chịu khó, yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, lại không thích xã giao. Mà nghiêm khắc với chính bản thân còn chưa đủ, nạn nhân đã áp đặt điều này lên con mình, thậm chí thay thế con đưa ra những quyết định quan trọng. Liệu có phải người mẹ quá mức nghiêm khắc khiến cho Ngô Tạ Vũ không thể đưa ra chính kiến, thực hiện những điều mình thích? Sau một thời gian dài, mâu thuẫn giữa hai mẹ con càng trở nên sâu sắc. Ngô Tạ Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể thông qua cách thức tàn nhẫn nhất để mẹ mình biến mất, từ đó chiếm được tự do không. Tuy nhiên, theo bạn bè trước đây của Vũ thì không phải như vậy. Trong khi đó, tòa án nhận định Vũ bi quan, chán nản thế giới và có ý định tự tử sau khi cha qua đời vì bạo bệnh. Anh ta cho rằng cuộc sống của mẹ mình đã mất đi ý nghĩa. Năm 2015, anh ta nảy sinh ý định giết mẹ và mua các công cụ phạm tội trên mạng. Nhưng cho dù nguyên nhân là gì đi nữa, thì hành động của Vũ đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức gia đình, chà đạp lên tình cảm bình thường của xã hội loài người, ảnh hưởng xã hội vô cùng tồi tệ, tội ác vô cùng nghiêm trọng, cần phải được lên án. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.